trước đó trên đường đi học về, cháu V, T, M, D, dân tộc Mông, trú tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. D, 3 tuổi, bị đàn ông tấn công, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trên người cháu có khoảng 30 vết ưng đốt, chủ yếu ở tập trung ở vùng đầu. Hiện cháu bé xíu nằm tại khoa hồi sức cấp cứu vết trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, suy gan, suy thận, sức khỏe ngày một tình tiết xấu. Do điều kiện trang thiết bị và nhân lực chưa phục vụ được nhu cầu lọc máu thận cho bệnh nhi dưới 8 tuổi, ngay từ đầu, bệnh viện đã vận động gia đình khẩn trương đưa cháu về tuyến trung ương để kịp thời điều trị, tránh nguy khốn đến tính mạng.